Cái cổng này thì là cổng chính của các khu chuyên Việt Nam. Khi mà chưa cổ phần hóa ấy, thì cái cổng này luôn được mở và anh em nghệ sĩ ra vào là tấp nập. Thế thì nhưng mà khoảng độ hơn một tháng trở lại đây thì gần như là nó lúc nào cũng được đóng lại. Không hiểu lý do tại sao là nó được đóng lại. Thỉnh thoảng thì văn nghệ sĩ, anh em cán bộ trên hãng thì vẫn lên đây. Đấy, chúng tôi lên đây thì cũng chẳng có việc gì cả. Đấy, chẳng có việc gì làm ở hãng cả. Chúng tôi lên đây chỉ là đơn giản, chỉ để nói chuyện, trao đổi công việc. Rồi tìm thông tin, ai có thể có những cái hỗ trợ gì cho nhau, cho đồng nghiệp thì hỗ trợ. Và thỉnh thoảng nhìn vào. Đấy, nhớ lại những cái thời hoàng kim của hãng phim truyện Việt Nam. Còn chẳng biết là đến khi nào cái hãng, cái cổng này nó lại được mở lại như xưa. Đây là cái con đường chính dẫn đến cái nơi làm việc của cán bộ văn nghệ sĩ hãng phim truyện Việt Nam. Đấy, bây giờ chúng tôi đi chủ yếu là cái con đường này, bởi vì cái cổng trên kia đã bị đóng rồi. Thì cái con đường này ấy, thực tế là đi nó rất là nguy hiểm. Lý do là gì? Là nó rất là gồ ghề và gạch ở đây ấy, nó rêu phong rất là trơn trượt. Đấy, mọi người đi ở đây cái con đường này rất là nguy hiểm. Đấy. Còn đây là hội trường của hãng phim truyện Việt Nam. Đấy, có thể nói là đây là bộ mặt của hãng phim truyện Việt Nam cũng được, bởi vì tất cả mọi sự kiện đấy, đón quan khách, đón tất cả các thứ là chúng tôi đều tập trung ở đây, làm việc ở đây. Rồi phim chiếu để phục vụ học tập, phim chiếu để trao đổi kinh nghiệm đều diễn ra ở đây. Đấy, còn bây giờ thực tế nó rất là hoang tàn, trông rất là tang thương, chúng tôi chẳng có cái gì để mà nói nữa. Đây là hệ thống phòng ban để thiết bị kỹ thuật của hãng phim truyện Việt Nam. Trong này trước kia là để rất nhiều những cái thiết bị quay phim như là đèn, đóm, boom, ray. Đấy, thế nhưng mà lâu lắm rồi những cái phòng ban này tôi không thấy mở cửa. Đấy, và tạm thời ấy, thì nó là nơi tập kết các cái phế thải xây dựng mà ai đổ ở đây thì chúng tôi cũng không biết. Đây là hoàn toàn là các cái hệ thống xưởng làm phim. Khi đó, khi tôi vào đây ấy, thì chúng tôi có 4 xưởng. Xưởng 1, xưởng 2, xưởng 3, xưởng 4. Đấy, 4 xưởng làm phim này ấy, thì tôi nhớ là khi tôi bắt đầu vào đây ấy, thì đó là năm 1997. Khi đó thì điện ảnh cũng đã có cái dấu hiệu đi xuống rồi. Thế nhưng mà khi đó công việc chúng tôi vẫn còn rất là nhiều. Mỗi sáng giao ban đầu tuần ấy, mà nếu như mà cái người nào mà đến muộn ấy thì cả cái sân này ấy, là kín xe, không có cái chỗ nào để mà len vào để mà để xe để mà vào văn phòng nữa. Đấy, cái thời điểm đó là rất là đông vui nhộn nhịp, không khí sản xuất vẫn còn rất là tốt. Còn bây giờ thì chúng ta thấy đấy, đấy. Còn đây, đấy, đây là nơi lưu trữ 300 bộ phim của hãng phim truyện Việt Nam kể từ khi bắt đầu thành lập cho đến ngày hôm nay. Cái việc 300 bộ phim này ấy, nó hư hỏng thì đã được các cái gọi là cơ quan truyền thông, được lãnh đạo bộ, lãnh đạo các thứ đã nó phân tích rất là nhiều rồi, chúng tôi không nói nữa. Và lý do nó hỏng ấy là do cái hệ thống điện này. Cái hệ thống điện này là đã bị cắt mà không được duy tu, gọi là bảo dưỡng, cho dẫn đến tình trạng đó. Và hiện nay thì nó vẫn vậy. Đấy. Điện vẫn cắt và máy lạnh không hoạt động. Đây là phòng tài vụ của hãng phim truyện Việt Nam. Đấy. Thì phòng này đã được đóng cửa cách đây hơn một năm rồi. Lý do là gì? Là các anh kế toán trưởng và tất cả những cái nhân viên của phòng tài vụ này họ đã chuyển công tác hết. Đấy. Và hiện tại cái phòng này không có người làm việc. Hơn một năm nay chúng tôi không thấy mở cửa. Thực sự là không phải riêng cá nhân tôi mà tất cả những cái đồng nghiệp của tôi ấy, khi mà chứng kiến cái thực trạng hãng phim truyện Việt Nam này thì chúng tôi rất là buồn. Đấy. Cái này thì thực tế chúng tôi nói rất là nhiều rồi. Đấy, nhưng mà để mà mong cái sự thay đổi từ nó thì hiện tại chúng tôi vẫn đang phải chờ thôi. Tôi về hãng phim truyện tôi làm tổng cộng là sấp xỉ 36 năm, 37 năm. Niềm ước ao của biết bao nhiêu con người mà mong được đóng góp vào sự nghiệp nghệ thuật
ở trong hãng phim truyện, đó là những người mà như tôi ấy là vinh dự lắm. Thì cái điều đầu tiên mà được đứng trong hàng ngũ của hãng phim truyện, ai cũng tự hào. Thì giờ đây là hoàn toàn bây giờ là mất hết sau khi cổ phần hóa. À, cái tên của hãng phim truyện Việt Nam bây giờ đổi tên thành là gì? Công ty cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam. Nhưng tôi chưa thấy đầu tư gì và tôi cũng chưa thấy phát triển gì. Bởi vì nếu mà muốn phát triển thì đương nhiên nó sẽ phải có những cái con người mới, có những cái bộ phận làm việc chính quy, có ở đây thì hoàn toàn nó cứ đi ngược lại, nó cứ càng ngày nó càng lụi, càng ngày càng lụi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cách đây lần gần đây nhất mà chúng tôi được gặp lãnh đạo đây thì như nó cách đây khoảng 4-5 năm rồi. Đấy, thì sau đó thì chúng ta không được gặp lãnh đạo của công ty chủ quản lẫn lãnh đạo của công ty này nữa. Và chúng tôi không biết được cái định hướng, cái chiến lược của họ đối với hãng phim như nào, chúng tôi không biết. Trải qua những con đường về sau này thì chúng tôi thất vọng hoàn toàn. Thất vọng là vì gì? Không làm được một điều gì cho ngành và cho phải có tác phẩm. Chúng tôi làm nghề phải có tác phẩm, nhưng mà chúng tôi không, bắt đầu từ những năm cổ phần hóa chúng tôi không có được tham gia bất kể một cái gì trong hãng phim truyện Việt Nam. Đấy là cái điều chúng tôi thất vọng và đáng buồn cho những anh em văn nghệ sĩ. Trước kia tự hào bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Từ khi cổ phần hóa đến giờ là từ 2017 đến bây giờ, tính năm thì là 8 năm rồi. Tất cả các anh em đồng nghiệp của tôi ở hãng phim là đều không lương, không bảo hiểm, không có một cái chế độ nào cả. Tôi nghĩ rằng là họ đang cố tình để làm những cái việc như thế để chúng tôi cảm thấy là nó vất vả quá. Và như thế là chúng tôi sẽ chán và chúng tôi sẽ bỏ đi. Thì cái đấy là tôi nghĩ nó hơi bị gọi là nhẫn tâm đối với cả chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải tự bươn trải thôi. Chúng tôi có thể làm đủ mọi công việc để mà tồn tại. Những người nào mà có khả năng sống được với nghề ấy, thì chúng tôi vẫn đi làm phim, chúng tôi làm cho những cái đơn vị bên ngoài. Còn những cái người nào mà khó gắn bó với cái công việc nghề nghiệp của mình ấy, thì sẽ phải làm những cái công việc khác, ví dụ như là đi bán bia rồi bán hàng online, rồi thậm chí có những người chạy xe công nghệ để mà họ làm những công việc để duy trì cuộc sống. Khi mà không có lương, không có bảo hiểm ấy, thì nó sẽ xảy ra rất nhiều thứ. Gia đình nó sẽ xung đột, rồi các cái thế hệ con cái họ không được có tiền để đóng tiền học. Ví dụ tôi nói đấy là những cái tình trạng nó quá khó khăn cho bên tôi. Đấy, chúng tôi cứ lay lắt như thế, cuộc sống nó quá buồn. Thì bây giờ thực ra thì những cái nghề mà như kiểu là xe ôm các thứ thì không phải là không được tôn trọng, nhưng là nó khác rất nhiều với cái công việc mà anh chị đã từng làm. Thế nên thực ra nếu chạnh lòng thì rất có chạnh lòng. Và rất là đau đớn cái mong muốn là quay trở lại được làm nghề của mình. Chúng tôi chả biết phải như thế nào nữa. Thế còn bản thân cá nhân tôi ấy, cũng như cán bộ công nhân viên ấy, đều gọi là nhiều lần đề nghị với Bộ Văn hóa rồi với các cái cấp cao hơn nữa là gì? Là giải quyết dứt điểm cái vấn đề cổ phần hóa phim truyện Việt Nam. Thế còn nếu như vì một cái lý do nào đó mà chưa giải quyết được ngay thì phải tìm cái biện pháp để giải quyết cái đời sống công ăn việc làm trước mắt cho cán bộ văn nghệ sĩ, cán bộ công nhân viên hãng phim truyện Việt Nam ở đây. Đấy, ý tôi nói là gì? Là giải quyết trước mắt. Đấy, để trong khi chờ đợi cái giải quyết dứt điểm. Thế nhưng mà tất cả những cái đấy thì chúng tôi đề cập lên nhưng mà không được giải quyết. Buồn lắm chứ, buồn lắm. Hy vọng là bao nhiêu lần chỉ đạo của Thủ tướng rồi Phó Thủ tướng, cứ mỗi lần chỉ đạo như thế là chúng tôi lại hy vọng, lại chờ đợi xong lại thất vọng. Đến bây giờ 8 năm rồi, thật ra là vẫn còn đang rất hy vọng thì mới vẫn còn gắn bó ở đây, nhưng mà không biết là phải chờ đợi bao giờ. Nói chung là buồn thì cũng thế thôi, bây giờ thì cũng chả biết làm thế nào cả, cứ chờ thôi. Biết đâu sẽ có một cái giải pháp nào đấy cho hãng phim truyện, tại vì là ai cũng biết là cái việc cổ phần hóa này là nó sai phạm rồi. Chẳng lẽ lại cứ để cái tồn tại sai phạm này đến mãi sao, để cho một cái hãng phim đầu đàn của điện ảnh Việt Nam nó chết thảm như này sao? Chúng tôi vẫn thường xuyên duy trì là ít nhất là một tuần độ hai lần đến hãng. Còn những anh em mà có nhiều thời gian hơn thì hầu như là ngày nào cũng đến hãng để gọi là có một sự giao lưu với nhau, để gọi là
vẫn còn hãng phim truyện Việt Nam vẫn còn tồn tại, vẫn còn duy trì mặc dù tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh phim là không còn nữa rồi, ngừng lại hết. Thế nên là hiện tại thì những người mà còn bám trụ lại hãng phim truyện Việt Nam thật sự là những người mà rất là gắn bó với hãng phim, rất là yêu hãng phim, mà cũng là gọi là lên bờ xuống ruộng vì hãng phim cho đến ngày hôm nay đấy. Bây giờ bản thân tôi thì cũng đã là đến cái độ tuổi nhất định là phải lo cho cái tương lai về sau của mình rồi ấy. Mà bây giờ không lương không bảo hiểm quá lâu rồi thì cũng mình bản thân tôi cũng chưa biết là tôi sẽ bám trụ ở đây được bao lâu, nếu với tình trạng này xảy ra thì tôi cũng phải lo cho cái kế hoạch về sau. Nhưng mà trước hết thì anh em còn ở đây bao lâu thì mình cũng sẽ sát cánh cùng anh em. Cùng lắm thì là cứ gắn bó với cái hãng này cho đến khi mà nó chính thức là chết hẳn thôi, chứ biết làm thế nào bây giờ. Chuyển đi thì cũng, nếu mà có ý định chuyển đi thì đã chuyển rồi. Còn bây giờ là 8 năm rồi, anh em mình thì vẫn ở lại thì thôi, mình cũng ở lại cùng mọi người chứ. Bây giờ bỏ mọi người đi thì cái hãng này nó không còn tồn tại nữa à? Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi và tất cả các đồng nghiệp của tôi cũng nói rất nhiều lần rồi, mong muốn duy nhất của chúng tôi là phải chấm dứt cái việc sai phạm trong cổ phần hóa này. Nhưng mà cái việc sát sườn trước mắt mà chúng tôi cần ấy là được đóng nối cái bảo hiểm xã hội ấy. Tại vì là chúng tôi rất là thiệt thòi, cái việc cổ phần hóa sai phạm như này, chúng tôi không lương không bảo hiểm các thứ đâu phải lỗi của chúng tôi đâu, chúng tôi vẫn sẵn sàng làm việc, nhưng mà chẳng qua là cái công ty này nó không tạo công ăn việc làm cho chúng tôi. Mà bây giờ thì có thể là chưa giải quyết cái lương cũng được, nhưng mà cái bảo hiểm ấy nó là rất là cần thiết cho người lao động ấy, thì là thôi trước mắt là bây giờ cứ đóng nối cái bảo hiểm lại cho chúng tôi gọi đã, xong rồi các việc khác thì tìm cách giải quyết sau, gỡ từ từ cũng được. Vẫn mong là sẽ đến ngày nào đó là cái công việc cổ phần hóa này sẽ được giải quyết dứt điểm, và khi đấy thì mọi việc nó trở nên tốt đẹp hơn thì mọi người lại trở lại làm việc bình thường.